Em về một thùng hàng gia dụng cho các anh chị em ha. Một thùng hàng này thì gồm hết tất cả đều đầy đủ luôn, cái gì cũng có hết. Thì các anh chị em mà thấy em trong buổi live này thì nhấn tay là vào đây chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để em tri ân, em tặng lọc tặng quà cho các anh chị em. Về một thùng hàng này em tri ân tặng lọc tặng quà luôn. Ngoài giá thị trường thì giá rất là cao luôn, nhưng ngày hôm nay shop nhà em tri ân trong một buổi live duy nhất này. Nếu anh chị em mà gặp em thì nhấn tay vào đây để em chia sẻ, nhớ là chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để em tri ân cho các anh chị nha. Đấy là đèn bắt muỗi. Đèn bắt muỗi này thì các anh chị có thể là gắm điện vào cho em nha. Còn ở dưới này cái lòng này là lòng để mà muỗi bỏ muỗi vào nha, là muỗi hẳn sẽ lên ở trên này và sẽ rớt xuống dưới này. Thì mình gắm muỗi lần mình sai á, đấy là có một cái giấy nhá. Thì các anh chị em là lấy cái cặp sạc của mình á, cặp sạc điện thoại iPhone hoặc điện thoại cảm ứng của mình á, các anh chị em lấy cái đầu cặp sạc đó gắm điện vào nha. Đấy, một giấy như thế này đây. Đây một đèn bắt muỗi này thì giá là 99k nha các anh chị em. 99k một đèn bắt muỗi, và đặc biệt là phí ship toàn quốc là 30.000 nha. Những ai đặt combo hai sản phẩm thì bên em bao miễn phí ship luôn. Thôi, đèn bắt muỗi là 99.000 nè. Tiếp nữa là cái gì đây? À, cái này là chuyến là che và chuyến là để đồ lót á, hoặc là để quân si, hoặc là để khẩu trang, hoặc là để và cái tấm này là chuyến là để quân lót hoặc để khẩu trang, hoặc là để cái gì ở trong tủ của mình nha. Một tấm như thế này là giá 99k. Một tấm như thế này là gồm có là 12 ngắn nha các anh chị đem. 12 ngắn nha. 12 ngắn giá 99k nha các anh chị đẹp. 99k. Thì màu là màu ngẫu nhiên nha các anh chị đẹp, nên là em sẽ lấy màu ngẫu nhiên cho các anh chị đẹp nha. 99k một tấm để quần si quần lót. Rồi, tiếp là cái gì nào đây? À, đũa, đũa bên nhà em là một bó đũa như thế này là 10, một bó là gồm có 10 đôi nha. Thì sống nhà em chị ấn là ba bó đũa gồm có 30 đôi, giá là 99k nha các anh chị đẹp. Ba bó đũa 30 đôi giá 99k. Đặt hàng lên đơn mã cho em và để lại số điện thoại cho em. Rồi, rồi cái này là cái gì đây? Cái này là bàn chải than tre. Bàn chải than tre này thì bên shop nhà em tri ân cho các anh chị đẹp là 10 bàn chải than tre này chỉ có giá là 59k nha. 10 bàn chải than tre chỉ có giá 59k, giá siêu ưu đãi luôn. Đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại nha. Bên em lên đơn cho các anh chị đẹp 10 bàn chải than tre chỉ có giá 59k nha. Rồi, tiếp là sạc dự phòng. Sạc dự phòng này thì em sẽ tri ân với anh chị là một cái giấy sạc luôn. Gồm có một cái dây đọc sạc 10 chấu luôn. Đây, dây đọc sạc 10 chấu bộ như thế này 99k nha. Một bộ 99k, nhớ là phí ship toàn quốc là 30.000 nha. Một bộ là gồm có sạc dự phòng này, sạc dự phòng này là 10 sạc dự phòng này là 10W nha các anh chị đẹp. Đây, rồi sạc dự phòng rất là sáng, rất là chỉnh nha. Bẹt cực kỳ sáng, cực kỳ chỉnh luôn. Với là một cái chấu như thế này là gồm có này, là trừ iPhone 5, iPhone 6 ra là không có nhá, còn mấy nữa là đều có hết nhá, Samsung, Oppo đầy đủ hết cả luôn. Đó, một bộ như thế này giá 99k thôi. Rồi, tiếp nữa là khử máy giặt này thì em chi ân cho hai hộp khử máy giặt này, hai hộp viên này, một viên hộp, một combo viên này là gồm có 20 viên nha. Đây, hai hộp như thế này này, với là hai hộp tẩy máy giặt như thế này nữa, là gồm có 4 bịch này thì giá 99k nha. 4 bịch giá 99k, gồm có là hai hộp tẩy máy giặt và hai hộp khử mùi máy giặt, với là hai bọc tẩy máy giặt sọt tạc to sáng chảnh như thế này, giá chỉ có 99k thôi. Rồi, tiếp nữa là cái gì nữa đây? Rất là nhiều món lắm á các anh chị đẹp ạ. À, đây. À đây, vỉ, cái này là vỉ. Vỉ này là vỉ để chặn mở, chặn dâu, chặn mở ở trên bếp gá nha. Hai vỉ này em đang chuyên giá là 99k này, 99k hai vỉ như thế này nha. Để mình bỏ ở trên bếp gá để chặn dâu, chặn mở rất là sạch sẽ cho cái nhà bếp của mình luôn. Rồi, con này nha các tình yêu, rất là nhiều luôn. Đây, đây đèn ngủ nha. Đèn ngủ này em đang tri ân với giá là hai cái đèn ngủ như thế này chỉ có giá là 99k nha. Hai cái đèn ngủ chỉ có giá là 99k. Đó, các tin yêu có ai lấy bếp vỉ nướng này không? Bếp vỉ nướng này là em mua về để em dùng nha. Một bếp như thế này giá 99k nha các tin yêu. Giá 99k một bếp vỉ nướng. Đó, tiếp này này, rất là nhiều luôn. Kéo này thì em là hai kéo này của Nhật Bản nhá. 100% là của Nhật Bản luôn, rất là xịn sò và rất là chắc, rất là bén nha, và đặc biệt là không có rò rỉ xẻ gì hết nha. Hai kéo như thế này chỉ có giá là 99k thôi. Hai kéo giá 99k thôi. À, khăn này thì em đang tri ân là ba bịch khăn như thế này là gồm có 30 cái, giá 99k nha. Ba bịch khăn, một bịch như thế này 10 cái, ba bịch là 30 cái, giá 99k. Lau bàn, lau ghế hoặc là lau cửa kính nó chi đều ok hết nhá. Đặt hàng nhanh tay lên đơn cho em và để